Câu 186 đến câu 190, bài này gồm có 3 bài đọc ha. Bài đọc thứ nhất là một cái article, bài báo. Bài đọc thứ hai, memo, thư báo nội bộ. Bài đọc thứ ba, một cái email. Câu 186, Mayor Winkins, thị trưởng Winkins đã làm gì vào ngày 10 tháng 2? Vậy từ khóa chắc chắn là Mayor Winkins và ngày 10 tháng 2 ha. Đó là bản trước nào câu A. Presented, đã trình bày tại một cái conference, hội nghị du lịch. Câu B, đã show around là dẫn ai đó đi tham quan đấy em, đã dẫn khách đi tham quan một cái văn phòng. Câu C, đã nói về một cái dự án infrastructure, cơ sở hạ tầng. Câu D, đã xin lỗi về một cái tai nạn, một cái sự cố giao thông. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Mia Winkins vào ngày 10 tháng 2 ở vị trí nào nha em. Câu hỏi đầu tiên mình dò bài số 1 trước ha. Ngay cái đầu tiên đã có ngày 10 tháng 2 rồi phải không nào? Rồi có thị trưởng Winkins không em? Có luôn phải không? Cùng đọc câu này nha. Ngày 12 tháng 2, tại một cái press conference, là một cái buổi họp báo, phải không nào? Một cái buổi họp báo vào ngày 10 tháng 2 đó, thì Mayor David Winkins đã thông báo, đã công bố về việc xây dựng một cái bridge, một cây cầu mới gồm 4 làn đường 4 lane nè em, đã được lên kế hoạch. Vậy tóm lại, vào ngày 10 tháng 2 đã diễn ra việc gì với em? Tại một cái buổi họp báo, thì thị trưởng Winkins đã nói về cái việc xây dựng một cây cầu mới, phải không nào? Vậy em dò cái đáp án là câu nào nha. Rồi, trước tiên câu A có từ conference giống phải không nào? Nhưng chỗ này là gì em? Cái hội nghị du lịch. Còn trong bài đọc là gì? Cái họp báo mà. Vậy câu A sai rồi. Đáp án là câu nào vậy em? Chắc chắn là câu C phải không nào? Là đã nói về một cái dự án infrastructure, cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng ở đây chính là cây cầu mới đó, phải không nào? Vậy đáp án là câu C ha. Câu 187, theo như cái bài báo đó, bài báo là bài số 1 phải không nào? Thì why, tại sao một số commuters nên ghé qua cái website? Vậy từ khóa chính là commuter và website, đã bán trước nha câu A. To find, để tìm kiếm những người carbon worth. Câu B, để check, kiểm tra thông tin về tuyến đường. Câu C, để give feedback, để đưa feedback về một cái policy là chính sách. Câu D, để evaluate, đánh giá cái sự vận chuyển công cộng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem từ commuters và từ website ở vị trí nào trong bài số 1 nha em. À ở đây phải không nào, từ website được in hoa luôn nè em. Có từ commuters gần đó không? Ở đây phải không nào? Đầu dòng của câu đó luôn, cùng đọc câu này nha em nha. Commuters, những ai đó mà thường sử dụng những tuyến đường này. Những tuyến đường này là những tuyến đường gì? Rất là khó hiểu phải không nào? Mình đọc cái câu liền trước có nữa cho dễ hiểu nha. Đây, in addition phải không? Thêm vào đó thì Center Avenue sẽ inaccessible, không thể được tiếp cận bởi những người đi xe nè, từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 10 tháng 10. Và Harbor Way sẽ bị shut down, bị đóng từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 20 tháng 20 tháng 12. Rồi bây giờ em xem nè, những người, những ai mà thường sử dụng những tuyến đường này. Vậy thì Center Avenue nè, Harbor Way là tên những con đường phải không? Và những con đường này thì sao em? Không thể đi vào, bị đóng. Thì những người mà đi những cái con đường đó thường xuyên á, thì bây giờ nên sao em? Ghé qua cái website của cái bộ giao thông để có được những cái thông tin về alternative, là sự thay thế. Vậy sự thay thế ở đây chính là những cái tuyến đường thay thế cho những cái tuyến đường đã bị đóng, phải không nào? Vậy thì em xem mà đáp án là câu nào ha. À đáp án chắc chắn là câu B phải không nào? Để kiểm tra thông tin về cái tuyến đường gì vậy em? Tuyến đường thay thế cho những cái tuyến đường họ thường đi mà bị đóng rồi, phải không nào? Đáp án là câu B ha. Câu 188, Bellwood Sporting Goods thì rất có khả năng là tọa lạc ở đâu? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, Bellwood Sporting Goods phải không nào? Đáp án trước nha. À, đáp án là những cái tên đường phải không em? Những cái tên đường này mình thấy ở đâu vậy? Bài số 1 phải không nào? Rồi bây giờ cùng dò xem Bellwood Sporting Goods ở bài số mấy nha em. Em dò xem bài số 1 có không? Đoạn số 1 là không có rồi nè. Đoạn số 2 cũng không có luôn. Rồi bài số 2 đi em, bài đọc số 2. Đây, Bellwood Sporting Goods là nằm ở bài số 2 nè em. Vậy đây rất có khả năng là câu liên hệ giữa bài số 2 và bài số 1. Vậy chúng ta phải đọc thông tin ở bài số 2 trước, xem có cái gì liên hệ với bài số 1 hay không nha. Em coi nè, đây là cái thư báo nội bộ gửi đến cho nhân viên của Bellwood Sporting Goods. Mình phải coi nhân viên này nè, chỗ này nè, làm việc ở đâu ha. Rồi cùng đọc nha em. As như tôi đã thông báo với mọi người trong cái cuộc họp nhân viên vào ngày hôm qua, thì cái việc đóng cửa của con đường trước cửa hàng của chúng ta bắt đầu từ ngày 5 tháng 8. Vậy thì em xem nè, bây giờ mình coi con đường nào bắt đầu đóng cửa vào ngày 5 tháng 8 thì đó chính là đáp án phải không? Giờ ngược lên đi em. Con đường nào ngày 5 tháng 8? Đây, 5 tháng 8 nè, cùng đọc đi em. Thêm vào đó thì Center Avenue sẽ inaccessible, không thể tiếp cận bởi những người đi xe từ ngày 5 tháng 8. Vậy chắc chắn cái cửa hàng này nằm ở đâu rồi em? À, đáp án là câu C phải không nào? Nằm trên đường Center Avenue ha. Câu 189, cái điều gì được nói về order để đặt hàng của Mr. Adams? Vậy từ khóa chính là Mr. Adams order, phải không nào? Đó đã bán trước nha câu A.
Nó thì ineligible, không có đủ điều kiện cho cái việc giảm giá khuyến mãi. Câu B, cái màu của nó đó thì khác với cái đã được yêu cầu. Câu C, nó thì không còn được sản xuất nữa. Câu D, nó sẽ được giao đến cái địa chỉ làm việc. Chúng ta sẽ cùng dò xem Mr. Adams order ở bài số mấy nha em. Dò tiếp bài số 2 xem có hay không nha. Có không nào? À không có, dò bài số 3 đi em. Bài số 3 cái người ký tên là ai nè em? Mr. Adams, phải không nào? Và chủ đề của email là về gì vậy? Order, đơn đặt hàng số nhiêu đây? Vậy cả bài này sẽ nói về đơn đặt hàng của Mr. Adams, phải không nào? Và nếu chúng ta dò từ khóa thì sẽ khá là lâu. Chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án nha em, câu A trước nha. Nó thì không có đủ điều kiện cho cái chương trình giảm giá. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Promotional, discount, phải không nào? Rồi mình cùng dò nha. Dòng thứ nhất xem có discount không em? Không có. Dòng thứ hai? Cũng không có luôn. Dòng thứ ba? Cũng không có. Dòng thứ tư? Cũng không có. Dòng thứ năm? Cũng không có luôn. Rồi, câu B thử đi em. Its colors, cái màu sắc của nó thì khác với cái đã yêu cầu. Rồi bây giờ mình cùng dò từ nào vậy em? À, color ha, cùng dò xem có không nào. Dòng thứ nhất? Không có, chỉ có kích cỡ thôi, phải không nào? Dòng thứ hai? Cũng không có luôn. Dòng thứ ba? Có color không? Không có. Dòng thứ tư? Cũng không có luôn. Dòng thứ năm? Cũng không có luôn. Mình để đây ha. Rồi câu C, nó thì không còn được sản xuất nữa. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? No longer manufacture, phải không nào? Rồi mình dò thử nha. Rồi dòng thứ 1, không có luôn. Dòng thứ 2, cũng không có. Dòng thứ 3, cũng không có nói đến việc sản xuất ha. Dòng thứ 4, cũng không có. Dòng thứ 5, cũng không có luôn. Rồi câu D đi em, câu D nè. Nó sẽ được giao hàng đến cái địa chỉ làm việc. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Ship work address, phải không nào? Rồi mình cùng dò nha. Dòng thứ nhất có ship không em? Không có. Dòng thứ hai? Không có ship hay address gì cả. Dòng thứ ba? Đây, dòng thứ ba có từ ship nè em. Mình cùng đọc chỗ này nha. Ship nè, rồi đọc. Tôi muốn thay đổi cái này. Thay đổi cái này là cái gì vậy em? Cùng đọc câu phía trước nữa nha. Unfortunately, không may mắn thay thì tôi đã nhận ra rằng á, tôi vừa mới nhận ra rằng cái size, cái kích cỡ tôi đã chọn là large, là kích cỡ L đó em, thay vì là extra large. Có nghĩa là bà ấy muốn mua XL nhưng bà ấy lỡ chọn cái L, em hiểu không? Rồi tôi muốn đổi cái này, là đổi kích cỡ đó, trước khi cái đơn hàng được giao, để mà tôi không cần phải trả lại cái jacket, là cái áo khoác. Đâu có nói đến địa chỉ gì đâu, phải không nào? Rồi giờ tiếp đi em, coi có không. Cũng không có địa chỉ làm việc nữa luôn. Ok, vậy cô đi cũng không có luôn em. Vậy đây có khả năng là câu gì vậy? Đây có khả năng là câu liên hệ giữa hai bài, bài số 3 và bài số 2, phải không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ dò ngược lên bài số 2 nha em. Rồi, bây giờ mình cùng dò lại câu A nè. Xem có chương trình quảng cáo ở bài số 2 hay không. Dò ngược lên đi em. Đây, đoạn cuối chưa dò nè, em dò xem có không. Dòng thứ 3 không có. Dòng thứ 4, dòng thứ 4 có từ promotion nè em. Gần đó có discount hay không? Mình cùng đọc chỗ này nha. Đây nè, as a result, kết quả là đó, là tôi đã quyết định để mà tổ chức cái chương trình khuyến mãi, hai cái chương trình khuyến mãi online trong suốt khoảng thời gian này, phải không nào? Là thời gian đóng cửa mình, để mình đọc rồi đó. Hopefully, hy vọng rằng chúng ta có thể tạo lên đủ cái doanh số qua cái website để mà compensate, bù lại cho cái việc có ít khách hàng đến cái cửa hàng. Rồi, on footwear. Footwear là gì em? Là giày dép đó. Wear là cái đồ để mặc nè. Foot là chân nè. Đồ để mang vào chân là giày dép ha. Tất cả những cái giày dép ở trong shop và online đó sẽ được markdown. Ok, mình có từ markdown là gì vậy em? Giảm giá đó, nó bằng với từ discount ha. Sẽ được giảm giá 15%. Rồi, thêm vào đó đó thì bất cứ ai đặt hàng online sẽ nhận được free shipping, là giao hàng miễn phí luôn. Vậy thì em xem nè, họ sẽ được giảm giá khi mua cái gì em? Khi mua footwear, khi mua giày dép thôi. Nhưng lúc nãy chúng ta dò đó, thì Mr. Adams mua gì vậy em? Ông ta mua jacket, mua áo khoác, phải không nào? Vậy ông ta có đủ điều kiện để được giảm giá không? À không, phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi? Câu ai? Được không nào? Câu này hơi khó và hơi dài ha. Thì em để ý, được không nào? Câu 190, Mr. Adams sẽ làm gì nếu mà một cái mặt hàng, món đồ không thể được thay thế? Tại từ khóa chính là replace, phải không nào? Đáp án trước nha, câu A. Delete, xóa tài khoản khách hàng. Câu B, kế đến website của nhà sản xuất. Câu C, fill out, điền vào cái đơn phàn nàn. Câu D, bắt đầu cái quá trình lại. Chúng ta sẽ cùng dò xem từ replace ở trong bài số mấy và vị trí nào nha em. Đây là câu cuối cùng rồi, thì mình dò bài cuối cùng ha. Với lại bài cuối cùng cũng nói về Mr. Adams nè, phải không nào? Rồi em dò xem có từ replace không. Đây, phải không nào? Từ cuối cùng của dòng thứ 3 luôn. Cùng đọc câu này nha em nha. Bạn có thể replace, thay thế cái mặt hàng, cái món đồ mà tôi đã chọn nhầm, là chọn nhầm size á, phải không nào? Lúc nãy mình dò rồi đó, chọn nhầm kích cỡ đó, bằng cái đúng được hay không?
If not, nếu không nè em. Nếu không là nếu cái gì không vậy? Nếu không thay thế được đó, phải không nào? Thì tôi đoán rằng á, tôi sẽ phải cancel, hủy cái đơn đặt hàng ban đầu của tôi và đặt một cái mới. Vậy thì em xem nếu mà không thay thế được thì bà ấy phải làm gì? Phải đặt lại từ đầu, phải không nào? Vậy đáp án là câu gì vậy em? Là câu đi ha. Bắt đầu cái quá trình lại. Bắt đầu cái quá trình là quá trình gì vậy em? Quá trình đặt hàng lại đó. Được không nào? Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào. Bài đọc số 1 là một cái bài báo ha. Ngày 12 tháng 2, tại một cái press conference. Mình có từ press là báo chí, conference là hội nghị, press conference là buổi họp báo đó em. Tại một cái buổi họp báo vào ngày 10 tháng 2 đó, thì Mayer là thị trưởng ha. Thì thị trưởng David Winkens đã thông báo về cái construction, là cái việc xây dựng rất hay gặp rồi ha. Cái việc xây dựng đã được lên kế hoạch của một cái bridge, là cây cầu đó em. Cây cầu đi lại ha, cái cầu á. Của một cây cầu mới gồm có 4 làn đường, lên là làn đường nha em. The work, cái công việc, cái sự thi công á sẽ schedule được lên lịch trình bắt đầu vào ngày 14 tháng 5 và kết thúc vào ngày 23 tháng 12. Nó được dự đoán là sẽ relieve. Mình cái từ relieve sẽ bằng với động từ reduce stem, có nghĩa là giảm ha, làm giảm. Reduce. Nó được dự đoán là sẽ làm giảm được cái sự congestion, mình cái từ congestion là sự tắc nghẽn ha, sự tắc nghẽn. Làm giảm được cái sự tắc nghẽn giao thông, được không nào? Ở cái thành phố, particularly có nghĩa là đặc biệt ha. Particular là đặc biệt hoặc là cụ thể đó. Cái này là đặc biệt đó em. Đặc biệt là dành cho những cái commuters. Mình có từ commuters có nghĩa là những người đi lại ha. Người đi lại. Những người đi lại bằng phương tiện giao thông á, người ta gọi là commuters. Đặc biệt là dành cho những người đi lại mà họ muốn ở qua cái phía bắc của thành phố, từ cái downtown area là khu vực trung tâm đó em. Mình có từ downtown là trung tâm ha. Downtown area là khu vực trung tâm, được không nào? However, tuy nhiên, cái tình hình giao thông rất có khả năng là sẽ worsen, sẽ làm tồi tệ hơn đó em. Sẽ tồi tệ hơn trong lúc mà cây cầu mới á, nó đang có trong tình trạng được xây dựng. Bởi vì nhiều cái closure, cái sự đóng cửa những con đường temporary là tạm thời ha. Tạm thời, ok. Harris Road, con đường Harris Road nè, và Oak Boulevard đó sẽ bị đóng cửa, bị đóng lại, ngưng sử dụng đó em, từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 1 tháng 8. In addition, thêm vào đó đó, thì con đường Center Avenue sẽ inaccessible to. Mình có từ inaccessible là không thể truy cập hay là không thể tiếp cận ha. Đi với giới từ 2 nha em, giới từ 2 ha. Rồi, động từ của nó đó em là access to á. Vừa là động từ vừa là danh từ luôn ha. Access to là tiếp cận hay là truy cập, được không nào? Ok, rồi cô dịch lại nha. Cái con đường Center Avenue sẽ không thể được tiếp cận, không thể được truy cập bởi những người đi xe từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 10 tháng 10. Rồi cái con đường Harbor Way á, thì sẽ bị shut down, cũng là đóng cửa luôn em. Đóng cửa, ngưng sử dụng ha. Cũng sẽ bị đóng lại, ngưng sử dụng từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 20 tháng 12. Commuters, những người đi lại, những người mà regularly thường xuyên sử dụng những cái con đường này nè, thì nên ghé qua cái website của department, cái bộ giao thông, để mà có được những cái thông tin về alternative, là những cái sự lựa chọn thay thế đây. Alternative, sự lựa chọn thay thế khác ha. Rồi, tiếp bài số 2. Bài số 2 mình có là một cái memo, một cái thư báo nội bộ gửi đến cho những cái nhân viên của cái cửa hàng Bellwood Sporting Goods, được không nào? Rồi, gửi đến từ quản lý tên là Farrell ha. Chủ đề là phản hồi lại cái kế hoạch. Rồi, day, ngày gửi á, là ngày 10 tháng 7. Như tôi đã inform, thông báo cho tất cả mọi người trong cái cuộc họp nhân viên ngày hôm qua, thì cái việc đóng cửa của cái con đường ở phía trước cái cửa hàng á, bắt đầu từ ngày 5 tháng 8, rất có khả năng là có một cái impact. Mình có từ impact là tác động hoặc là ảnh hưởng nha em. Từ này rất là hay gặp ha. Tác động hoặc là ảnh hưởng. Sẽ có một cái tác động ảnh hưởng serious, nghiêm trọng lên cái doanh số bán hàng trong cửa hàng của chúng ta. As a result, kết quả là hay là do đó, tôi đã decided, quyết định tổ chức hai cái chương trình khuyến mãi online. Mình có từ promotion đó em, có ba nghĩa. Thứ nhất là thăng tiến, thúc đẩy. Thứ hai là quảng cáo. Và thứ ba là khuyến mãi ha. Chỗ này là chương trình khuyến mãi đó em. Khuyến mãi. Hai cái chương trình khuyến mãi online during, trong suốt cái khoảng thời gian đó là thời gian mà đóng cửa con đường á. Hopefully, hy vọng rằng chúng ta có thể generate. Mình có từ generate có nghĩa là tạo ra, cũng rất là hay gặp nha. Chúng ta có thể tạo ra được đủ cái doanh số bán hàng thông qua cái website của chúng ta để mà compensate. Mình có từ compensate á, là bồi thường hoặc là bù đắp ha. Bồi thường, đền bù hoặc là bù đắp
chỗ này có nghĩa là bù đắp sẽ hay hơn đó em nè, để mà bù đắp lại cho cái việc là có ít khách hàng hơn đến cái cửa hàng của chúng ta. Tất cả những cái footwear, mình có từ footwear là giày dép đó em, tất cả những giày dép ở trong cửa hàng và online sẽ được markdown. Mình có từ markdown là giảm giá nha em, bằng với từ discount ha, markdown cũng rất là hay gặp nha, sẽ được giảm giá 15%. In addition, thêm vào đó thì bất kỳ ai mà đặt hàng online đó sẽ nhận được free shipping, giao hàng miễn phí luôn. Vui lòng hãy đảm bảo rằng hãy cho tất cả những cái khách hàng của chúng ta đó biết về cái những cái chương trình khuyến mãi này, được không nào? Rồi tiếp bài số 3 ha. Bài số 3 là một cái đơn đặt hàng đó em, gửi đến cái dịch vụ khách hàng ha của cái cửa hàng này, gửi từ Adams nè. Ngày gửi là 12 tháng 8 và chủ đề là đơn đặt hàng số này, được không nào? Rồi, vào ngày 9 tháng 8 tôi đã mua một cái jacket, là cái áo khoác đem trên website của bạn. Unfortunately, không may mắn thay, tôi vừa mới nhận ra rằng cái size, cái kích cỡ mà tôi đã chọn là large, là kích cỡ L đó em, L ha, rather than, thay vì là một cái extra large, là cái XL đó. Rồi, tôi muốn change, đổi cái này trước khi mà đơn đặt hàng được giao, để mà tôi không cần phải đổi lại cái áo khoác. Would it be possible for you? Bạn có thể replace, thay thế. Mình có từ replace something with something, có nghĩa là thay thế cái gì bằng cái gì đó em. Replace something with something ha, thay thế cái gì bằng cái gì. Nó đi với giới từ with, được không nào? Rồi, quy lại nè, bạn có thể thay thế cái món hàng mà tôi đã chọn nhầm, mình có từ mistakenly là trạng từ là nhầm đó em, bằng một cái đúng không? If not, nếu mà không thể, tôi đoán rằng tôi sẽ phải cancel, hủy đơn đặt hàng original, là ban đầu hay là đầu tiên đó em. Original, ban đầu hoặc là đầu tiên ha, rất cũng rất là hay gặp. Và rồi đặt một cái mới, vui lòng cho tôi biết, được không nào? Rồi, ký tên ha. Câu 186, câu B mình có từ show somebody around, có nghĩa là dẫn ai đi tham quan nha em. Dẫn ai đi tham quan chỗ nào ha, dẫn ai đó tham quan chỗ nào, được không nào? Show somebody around. Câu B có nghĩa là dẫn những cái vị khách đi tham quan một cái văn phòng. Câu A mình có từ conference, lúc nãy có gặp rồi, là gì vậy em? Hội nghị ha, hội nghị, hội nghị hay là cuộc họp đó. Rồi, có 186 câu C mình có từ infrastructure, cũng rất là hay gặp, có nghĩa là cơ sở hạ tầng ha, cơ sở hạ tầng, infrastructure, cơ sở hạ tầng. Có 187 câu A mình có từ carpool, động từ carpool có nghĩa là dùng chung xe, đi chung xe đó em, đi chung xe ha. Câu A có nghĩa là tìm người để mà đi chung xe. Rồi câu B mình có từ routes, cũng rất là hay gặp, có nghĩa là tuyến đường ha, tuyến đường, tuyến đường. Ok, rồi câu D mình có từ public transit, mình có từ transit là vận chuyển đó em, vận chuyển công cộng có nghĩa là phương tiện giao thông công cộng đó, phương tiện vận chuyển công cộng ha, vận chuyển hay là giao thông công cộng, được không nào? Phương tiện vận chuyển công cộng. Có 189 câu A mình có từ ineligible, trái nghĩa với từ eligible. Từ eligible có nghĩa là đủ điều kiện, đủ tư cách để làm gì đó ha, đủ điều kiện. Còn ineligible là không có đủ điều kiện nên có ai dịch lại nè, nó thì không có đủ điều kiện cho cái việc giảm giá khuyến mãi. Câu C mình có từ manufacturer, bỏ đi đi, nguyên mẫu manufacturer là sản xuất ha, sản xuất, manufacturer. Rồi có 190 mình có từ process, ở câu D có nghĩa là quá trình hay là tiến trình đây, quá trình cũng rất là hay gặp ha. Ok, câu 191 đến câu 195, bài này gồm có 3 bài đọc. Bài đọc số 1 là một cái email, bài đọc số 2 là một cái form, bài đọc số 3 là một cái newsletter, là bản tin ha. Câu 191, according to the email, theo như cái email là bài số 1 phải không nào? Thì cái thông tin gì mà Mr. Richard không thể tìm thấy trên website? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Mr. Richard và website phải không nào? Đã bán trước nha. Câu A, một cái lịch trình lớp học. Câu B, một cái phí dịch vụ. Câu C, location, địa điểm của một cái cơ sở. Câu D, một cái process, cái quá trình kiểm tra. Mình sẽ cùng dò xem từ khóa Mr. Richard và website ở vị trí nào trong bài số 1 nha em. À, Mr. Richard là cái người viết cái email này phải không nào? Rồi, còn website ở vị trí nào vậy em? Ở cuối đoạn số 1 luôn, mình cùng đọc cái câu chứa từ khóa này nha. Please, vui lòng cho tôi biết tôi là ai vậy em? Tôi là Mr. Richard ha. Vui lòng cho tôi biết về cái procedure, cái thủ tục cho cái điều này, bởi vì tôi không thể tìm thấy thông tin về nó trên website của bạn. Vậy cái mà Mr. Richard không tìm thấy trên website là cái gì vậy em? Là cái thủ tục cho việc này nè. Nhưng để biết được cái thủ tục cho việc này là việc gì, mình phải đọc cái câu ở liền trước nó ha. Rồi cùng đọc nha em. However, tuy nhiên, tôi muốn take a test, làm một cái bài kiểm tra để mà determine, xác định cái trình độ
lưu loát của tôi trước khi tôi đăng ký. Vui lòng cho tôi biết cái thủ tục cho việc này. Vậy thủ tục cho việc này là thủ tục làm gì vậy em? Làm bài kiểm tra để xác định trình độ, phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi? À, đáp án chắc chắn là câu D. Cái quá trình kiểm tra, phải không nào? Cái thủ tục kiểm tra thì Mr. Richard không thể tìm thấy thông tin về nó trên website ha. Câu 192, what is not stated? Cái nào sau đây thì không có nói về John Academy. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, John Academy ha. Đây là dạng câu hỏi loại trừ chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án trước nha em. Câu A, nó cho phép cái việc thay đổi lịch trình học. Vậy em xem nào, từ khóa là từ nào? A scheduling changes, phải không nào? Mình cùng dò xem John Academy ở bài số mấy và có cho thay đổi lịch trình hay không nha em nha. À, John Academy là bài số 2, phải không em? Đây nè. Ok, đây là gì vậy em? Đây là cái sự đăng ký lớp học cho tháng 12, phải không? Rồi bây giờ em dò xem có thay đổi lịch trình hay không. Trong cái bảng này có thay đổi không em? Có change không? Không có, phải không nào? Ở dưới này thì sao? Đây có từ change này, em cùng đọc nha. Để thay đổi cái thời gian học của bạn á, thì hãy yêu cầu tại cái bàn này nè. Vậy có cho thay đổi thời gian học không em? À, có, phải không nào? Vậy câu A có nè. Rồi câu B, nó có những cái lessons, những cái bài học, những cái lớp học dành cho beginners, người bắt đầu. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Beginners ha, cùng dò xem có hay không. À, có, phải không nào? Có từ beginners nè em. Em xem nè, cái người đăng ký á, là Jensen Richards. À, cái cấp độ á, là beginner. Vậy nó có dạy, phải không nào? Ok, vậy câu B có luôn nha. Rồi câu C, nó chỉ tổ chức cái lớp học weekday vào ngày trong tuần thôi. Vậy mình dò cái thứ, phải không nào? Cái thứ, cái ngày nha, dò xem có không em. À đây, phải không em? Có Sundays nè. Sundays là ngày thứ mấy? Chủ nhật. Chủ nhật đâu phải ngày trong tuần, chủ nhật là cuối tuần mà. Vậy câu C nó nói vậy đúng hay sai em? Nó chỉ tổ chức lớp học ngày trong tuần là sai rồi, phải không nào? Vậy đáp án chính xác sẽ là câu C ha. Rồi, vậy câu D mình không cần dò nữa, được không nào? Câu 193, cái bộ phim nào mà Mr. Richard's friend, người bạn của Mr. Richard rất có khả năng là đã xem? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Mr. Richard's friend, phải không nào? Đó là đáp án trước nha. Em xem đáp án là tên các bộ phim, phải không? Câu A là Summer Shore, câu B là Washing Away, câu C là Grave Mistake và câu D là River Cottage. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem chỗ nào có tên các bộ phim và có từ khóa là friend nữa là được nha em. Rồi bây giờ mình cùng dò tiếp bài số 2 đi em. Lúc nãy đang dừng ở bài số 2, phải không nào? Rồi bây giờ em cho bài số 2 xem có tên bộ phim hay là friend hay không. Trong cái bảng có không em? À không có. Đoạn cuối cùng, hai dấu chấm tròn cuối cùng thì sao? À cũng không có luôn, phải không nào? Rồi tiếp bài số 3 thử đi nha. Bài số 3 có tên các bộ phim hay là friend hay không? Rồi bài số 3 được viết vào ngày 1 tháng 12 nè. Đoạn số 1 có friends hay là có tên các bộ phim không em? Không có. Đoạn số 2 thì sao? À đoạn số 2 thì có tên bộ phim nè em. Dòng thứ 2 có từ Summer Shore. Rồi tiếp theo có từ Washing Away, phải không nào? Rồi nhưng mà không có friend. Rồi đoạn số 3 thì sao em? Đoạn số 3 có từ Grave Mistake nè. Rồi có friend không? Không. Rồi River Cottage cũng không có friend luôn, phải không nào? Vậy đây rất có khả năng là câu hỏi liên hệ với bài ở phía trước. Lúc nãy chúng ta dò bài số 2 không có friend rồi. Bây giờ mình dò ngược lên bài số 1 đi em, xem có friend hay không nha. Đây, đoạn số 2 mình chưa dò. Có từ friend nè, phải không em? Cùng đọc câu này nha. Bạn của tôi đã đi đến cái mà bạn tổ chức vào ngày 12 tháng 11 và nói rằng nó rất là có tính giáo dục, nó rất là hữu ích, phải không nào? Vậy thì người bạn của Mr. Richard đến vào tháng 11, phải không em? Ngày 12 tháng 11, và bây giờ mình dò xem bộ phim này nè, có gắn liền với thời gian hay không? Và bộ phim nào thì được công chiếu vào tháng 11 ha? Rồi bây giờ em xem đi. Cái này thì được viết vào ngày 1 tháng 12 rồi nè. Rồi bộ phim Summer Shore thì sao? Đây có ngày 20 tháng 12 nè, em cùng đọc thử nha. Cái lễ hội phim Bright Lights sẽ được tổ chức tại cái khách sạn này vào ngày 20 tháng 12. Nó sẽ công chiếu, nó sẽ có một cái bộ phim mới ra từ Suye, the director, đạo diễn của cái bộ phim là Summer Shore. Vậy Summer Shore là bộ phim của đạo diễn Suye thôi, chứ mình cũng không biết là nó được công chiếu vào ngày nào, tháng nào, phải không em? Rồi tiếp nè, cái tác phẩm mới nhất của Su là Washing Away, là về dancer, một cái người vũ công trẻ từ Shanghai. Cái vé cho cái lễ hội này á là 20 đô, phải không nào? Và có thể được mua qua cái website này. Vậy thì em xem nè, Washing Away là một cái bộ phim sẽ được công chiếu trong cái lễ hội phim, phải không? Vậy Washing Away là trong tháng 12, còn Summer Show mình không biết là tháng mấy, chỉ nhắc đến đó là tác phẩm của cái người đạo diễn Suye thôi. Rồi tiếp, Grave Mistake thì sao? Cùng đọc đi em. Thêm vào đó bạn có thể tham dự một cái việc xem phim miễn phí bộ phim Grave Mistake bởi cái người đạo diễn người Trung Quốc tên là như thế này. Nó sẽ được công chiếu vào ngày 28 tháng 12. Vậy thì em xem nè, ngày 28 tháng 12 là bộ phim Grave Mistake, và Grave Mistake cũng không phải đáp án rồi đó. Còn cái cuối cùng đi em, River Cottage thì sao?
Như chúng tôi đã làm vào tháng trước á, sau khi cái việc công chiếu phim của chúng tôi là bộ phim River Cottage. Vậy em ơi, cái River Cottage được công chiếu vào tháng trước, mà tháng trước là tháng mấy? Cái này được viết vào ngày 1 tháng 12, vậy tháng trước chắc chắn là tháng 10, tháng 11. Nó công chiếu vào tháng 11, vậy thì em xem đáp án là câu nào? Câu đi, phải không nào? Người bạn của Mr. Richard đến vào tháng 11 mà. Vậy phải xem cái bộ phim được công chiếu vào tháng 11 chứ. Ha, đáp án là câu đi. Câu 194, what is true, cái điều gì thì đúng về Miss Su. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, Miss Su hay là đáp án trước nào câu A? Bộ phim đầu tiên của bà ấy sẽ được screen là công chiếu tại một cái lễ hội. Câu B, bà ấy sẽ dành một cái buổi tối tại cái khách sạn này. Câu C, những cái dự án của bà ấy thì được funded, được hỗ trợ bởi một cái firm là công ty có trụ sở tại Shanghai. Câu D, bà ấy đã nhận được reviews, những cái đánh giá rất là tích cực và tốt từ critics, những nhà phê bình, những nhà đánh giá ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Miss Su ở bài số mấy vậy em? Bài số 3 phải không nào? Lúc này chúng ta có dầu hoa rồi đó. Đây nè, Suya. Cùng đọc cái câu chứa cái từ này nha em. It will feature, nó sẽ có. Nó là gì vậy em? Nó là cái lễ hội phim này nè. Lễ hội phim này sẽ có một cái release, một cái tác phẩm mới được tung ra từ Suya, cái người đạo diễn của cái bộ phim Summer Shore được acclaim. Mình có từ acclaim là khen ngợi hay là ca ngợi đấy em. Critically acclaimed là rất là được khen ngợi, rất là được ca ngợi. Vậy mình suy được một cái thông tin là gì em? Là cái người đạo diễn Suye này nè, nhận được rất là nhiều cái lời khen ngợi cho cái bộ phim Summer Shore, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào mà đánh được ngay vậy em? À, câu đi, phải không nào? Bà ấy đã nhận được rất là nhiều cái đánh giá tích cực và tốt từ những nhà phê bình ha. Ok, đáp án là câu đi. Câu 195, what can be inferred, cái điều gì có thể được suy luận ra về Mr. Richard? Về từ khóa chính là Mr. Richard ha. Đáp án thế nào câu A? Ông ấy đã từng làm việc tại một cái trường ngôn ngữ. Câu B, ông ấy đã mua những cái vé cho một cái lễ hội sắp tới. Câu C, ông ấy không thể tham dự một cái buổi công chiếu phim miễn phí vào tháng 12. Câu D, ông ấy đã đi công tác đến Trung Quốc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò nha em. Trước tiên em xem là câu 195 là câu cuối cùng. Câu cuối cùng thì mình phải do bài đọc cuối cùng phải không? Nhưng Mr. Richard nè em, có trong bài đọc cuối cùng hay không? Không phải không nào? Bởi vì cái bài đọc cuối cùng nó nói về cái gì đây em? Cái newsletter, cái bản tin của cái học viện, cái trường học này mà. Đâu có liên quan đến Mr. Richard phải không nào? Vậy rất có khả năng là đây là câu liên hệ đây em, câu liên hệ với hai bài ở trên ha. Rồi, bây giờ em xem là chúng ta phải dò từng đáp án thôi cho nó nhanh. Em xem đáp án nào mình có khả năng mình dò được trước. Cái trường ngôn ngữ là không có nói gì đến trong bài số 3 là nãy chúng ta dò là phải không nào? Rồi, mua vé cho lễ hội sắp tới. Rồi câu C đó là tham dự cái buổi công chiếu phim miễn phí vào tháng 12. Thì lúc nãy giờ em dò đó, em để ý là trong cái bài học số 3 nó nói về những cái buổi công chiếu phim vào tháng 12 phải không? Thì mình dò cái câu C trước đi em. Nè, ông ta không thể tham dự cái buổi công chiếu phim miễn phí vào tháng 12. Vậy từ khóa là từ nào? Free screening December phải không nào? Rồi mình dò đi em, dò xem buổi công chiếu phim miễn phí ở đâu nha. Đây là tháng 12 rồi nè. Công chiếu phim miễn phí, đoạn số 1 có không? Không có. Đoạn số 2 xem có miễn phí không em? Dòng thứ nhất không có, dòng thứ hai cũng không có luôn, dòng thứ ba có 20 đô chứ không có miễn phí phải không nào? Rồi đoạn cuối cùng xem có miễn phí không. Dòng thứ nhất đây có từ free nè em, free là miễn phí nè, mình cùng đọc nha. Thêm vào đó bạn có thể tham dự cái buổi công chiếu phim miễn phí là Great Mistakes á, bởi cái người đạo diễn Trung Quốc tên là Wei Chun. Rồi nó sẽ được công chiếu vào ngày 28 tháng 12 tại đây nè. Cái việc xem phim á tại cái học viện này sẽ được tổ chức hàng tháng và hoàn toàn dành cho những cái sinh viên, những cái học viên mà ghi danh đăng ký cho cái lớp Intermediate và lớp Advanced, là cái lớp trung cấp và nâng cao đó em. Vậy mình nhớ lại nè, trong cái bài số 2 đó em, thì Mr. Richard là thuộc cấp độ nào? Nè em, Jason Richard ở cái mức độ là Beginner. Nhưng mà cái buổi công chiếu phim miễn phí này chỉ dành cho ai cho thôi? Cho Intermediate và Advanced thôi, cho trung cấp và nâng cao thôi phải không nào? Vậy thì theo em ông ấy có tham dự cái buổi chiếu phim miễn phí được hay không? À không phải không nào? Vậy câu C đúng không? À câu C đúng rồi ha, đáp án là câu C luôn, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Kem nha. Bài đọc số 1 là một cái email gửi đến cho Liu, gửi từ Jason Richards, ngày gửi là 20 tháng 11, chủ đề là những cái lớp học vào ngày chủ nhật ha. Miss Liu thân mến, tôi rất là quan tâm đến cái việc tham gia cái lớp học tiếng Trung thương mại của bạn vào sáng chủ nhật. Tôi đã học tiếng Trung bằng cách sử dụng cái phần mềm dạy học ngôn ngữ. Vì thế tôi cũng phần nào proficient. Mình có từ proficient tính từ có nghĩa là thành thạo ha. Thành thạo. Tôi cũng phần nào thành thạo. However, tuy nhiên tôi cũng muốn làm một cái bài test, một cái bài kiểm tra để mà determine. Mình có từ determine cũng rất là hay gặp em, có nghĩa là xác định ha.
Cô dịch lại nha, tôi cũng muốn làm một cái bài kiểm tra để mà xác định cái trình độ fluency. Mình có từ fluency có nghĩa là lưu loát ha, lưu loát. Để kiểm tra cái mức, cái trình độ lưu loát của tôi trước khi mà tôi register. Mình có từ register, động từ có nghĩa là đăng ký đây em. Đăng ký ha. Please, vui lòng cho tôi biết á, về cái procedure. Mình có từ procedure là thủ tục hay là quy trình ha. Thủ tục hoặc là quy trình. Vui lòng cho tôi biết về cái thủ tục, cái quy trình của cái việc này, bởi vì tôi không thể tìm thấy thông tin về nó ở trên website của bạn. Also, cũng như vậy đó, khi mà kiểm tra cái thời gian học online thì tôi thấy rằng bạn có những cái screenings. Mình có từ screening, danh từ có nghĩa là những cái buổi chiếu phim ha. Những buổi chiếu phim. Cô dịch lại nha, tôi thấy rằng bạn có những cái buổi chiếu phim, những cái bộ phim Trung Quốc phổ biến, miễn phí ở Academy của bạn. Mình có từ Academy là học viện hay là trường học đó em. Học viện hoặc là trường học ha, ở cái học viện trường học của bạn. Người bạn của tôi đã đến cái mà bạn tổ chức vào ngày 12 tháng 11 và nói rằng nó thì rất là educational, là có tính giáo dục. Tôi muốn đến vào tháng tới, tôi muốn đến cái buổi công chiếu phim vào tháng tới ha. Và tôi tự hỏi rằng là liệu tôi có thể sign up đăng ký hay không. Mình có từ sign up là đăng ký ha, sign up, đăng ký. Rồi ký tên. Bài số 2. Bài số 2 là một cái form hay em ha. Đây, mình có John Academy là cái học viện John nè. Class registration, cái việc đăng ký lớp học cho tháng 12. Tên nó là Jason Richards. Cái cấp độ theo cái bài test đó là beginner, là bắt đầu. Địa chỉ, ok. Rồi, cái thời gian mà yêu thích đó là chủ nhật, từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Cái số điện thoại. Tuition fee, mình có từ tuition fee có nghĩa là học phí ha. Học phí, tuition, học phí. Cái học phí là $200. Rồi, email. Tuition fee. Tuition due date là cái ngày đáo hạn đóng học phí đó em. Due date là ngày đáo hạn ha. Ngày đáo hạn cho việc đóng học phí là 30 tháng 11. Rồi, cái academy, cái học viện của chúng tôi á, thì được giới thiệu đến bạn bởi ai đó phải không? Thì ông Jackson Richards đó là yes, là phải đúng không nào? If so, nếu như vậy á, thì vui lòng cung cấp cái tên của cá nhân này, của cái người này là Robin Close được không nào? Rồi. Tiếp theo, to change, để thay đổi cái thời gian học của bạn á, thì hãy làm một cái đơn yêu cầu tại cái bàn tiếp tân. Nếu mà bạn recommend, nếu mà bạn recommend, bạn giới thiệu chúng tôi cho một ai đó và cái người đó enrolls, mình có từ enrolls là ghi danh hay là đăng ký đây, ghi danh hoặc là đăng ký ha. Nếu mà người đó enrolls, ghi danh á, thì bạn sẽ nhận được 15% giảm giá cho cái lớp học tiếp theo của bạn. Rồi, bài số 3 là một cái newsletter, mình có từ newsletter là bản tin ha, bản tin. Cái bản tin hàng tháng của cái học viện John được viết vào ngày 1 tháng 12. Watching, cái việc xem cái một cái bộ phim Trung Quốc á, là một cái cách để mà improve, là cải thiện ha. Cải thiện hay nâng cao, cải thiện. Để mà cải thiện cái kỹ năng ngôn ngữ của bạn. Hai cái sự kiện chiếu phim Trung Quốc á, sẽ diễn ra tại địa phương vào tháng này. Cái lễ hội phim Bright Lights sẽ được tổ chức tại cái khách sạn này nè vào ngày 20 tháng 12. Và nó sẽ feature, nó sẽ có ha. Nó sẽ có một cái release. Release là việc tung ra, việc ra mắt đen. Nó sẽ có một cái tác phẩm mới được tung ra từ Suya, the director. Mình có từ director trong lĩnh vực điện ảnh có nghĩa là đạo diễn ha. Đạo diễn, một cái người đạo diễn của cái bộ phim acclaimed. Mình có từ acclaimed là khen ngợi đen, ca ngợi hay là khen ngợi ha. Acclaimed, khen ngợi hay là ca ngợi cũng rất là hay gặp. Acclaimed, khen ngợi, ca ngợi. Đạo diễn của một cái bộ phim rất là được khen ngợi, ca ngợi, đó là Summer Shore, Sue's latest work, cái tác phẩm mới nhất của Sue á, là Washing Away. Thì nói về một cái dancer, là một cái vũ công trẻ ha, đến từ Shanghai. Tickets, vé cho cái lễ hội này là $20 và có thể purchase, được mua bằng cách login, đăng nhập vào cái website này. Additionally, thêm vào đó thì bạn có thể attend, tham dự một cái buổi xem phim miễn phí của cái bộ phim Grave Mistake bởi cái người đạo diễn Trung Hoa Trung Quốc tên là Wei Chen. Nó sẽ được trình chiếu vào ngày 28 tháng 12 tại cái học viện John Academy. Viewings. Viewings, cái việc xem á, tại cái học viện thì được tổ chức hàng tháng và strictly là hoàn toàn đó em. Strictly có thể là nghiêm ngặt hoặc là hoàn toàn ha. Hoàn toàn dành cho những cái sinh viên, những cái học viên enrolled in, đăng ký ha, đăng ký vào những cái lớp học advanced là nâng cao. Advanced là nâng cao. Intermediate là trung cấp ha. Như là chúng tôi đã làm vào tháng trước, sau khi công chiếu cái bộ phim River Goddess thì chúng tôi sẽ có một cái buổi thảo luận bằng tiếng Trung sau cái buổi chiếu phim vào tháng này. Câu 192, câu D mình có từ referrals. Referrals là người giới thiệu đấy. Referrals, người giới thiệu ha. Referrals, người giới thiệu. Rồi, câu D có nghĩa là nó sẽ cung cấp giảm giá cho những cái người giới thiệu ha. Câu 194,
Câu C mình có từ base là based on là dựa vào, nhưng mà base chỗ này có nghĩa là đặt trụ sở tại đâu đấy em, có trụ sở hay là đặt trụ sở tại đâu ha. Vậy câu này có nghĩa là gì? Những cái dự án của cô ấy á, thì được hỗ trợ bởi một cái công ty đặt trụ sở tại Shanghai ha. Câu D mình có từ positive là tích cực hoặc là tốt. Positive, tích cực hoặc là tốt ha. Rồi, critics có nghĩa là những cái nhà phê bình á. Nhà phê bình. Vậy câu D có nghĩa là cô ấy nhận được rất là nhiều cái đánh giá, những cái đánh giá tích cực tốt từ những nhà phê bình ha. Câu 196 đến câu 200, bài này gồm có 3 bài đọc ha. Bài đọc thứ nhất là một cái announcement, một cái thông báo. Bài đọc thứ hai là một cái email. Bài đọc thứ ba là một bài báo. Câu 196, what is not mentioned, cái nào thì không được đề cập về the good old days. Vậy từ khóa chính là the good old days ha. Đây là dạng câu hỏi loại trừ. Mình đọc từng đáp án và dò từng đáp án nha em, câu ai trước nào. Nó thì bao gồm interviewees, những cái buổi phỏng vấn được ghi âm, được thu âm. Vậy từ khóa chính là recorded interviews, phải không nào? Rồi mình cùng dò nha, xem chỗ nào nói về phỏng vấn nha em. Câu 196 là câu đầu tiên, mình dò bài đầu tiên trước nha. Rồi. À, ngay dòng đầu tiên có từ interviewees luôn rồi này, phải không em? Interviewees có nghĩa là người được phỏng vấn ha. Cùng đọc câu này nào. Director, cái người đạo diễn tên là như thế này nè, thì hiện tại đang tìm kiếm những cái người được phỏng vấn cho cái tập phim truyền hình về một cái thị trấn Emerald Falls. Chưa có nhắc gì đến The Good Old Days hết, phải không nào? Đọc tiếp nha em. Cái tập phim này nè, thì được sản xuất cho The Good Old Days, một cái series, một cái chuỗi. Documentary là phim tài liệu dài tập. Award, winning là giành được giải thưởng đó. Vậy thì mình suy được điều gì vậy em? The Good Old Days chính là một cái chuỗi phim tài liệu dài tập, phải không nào? Và hiện tại thì cái người đạo diễn đang tìm kiếm những người để mà phỏng vấn cho cái tập phim truyền hình trong cái chuỗi phim này, phải không nào? Vậy thì câu ai đúng không em? Cái The Good Old Days thì có những cái buổi phỏng vấn được ghi âm, có không? Có phỏng vấn nè. Được ghi âm không em? Được chứ. Được ghi âm thì mới phát lên TV được, phải không nào? Rồi tiếp câu B nha. It focuses on, nó tập trung vào, nó chú trọng vào những cái thị trấn cổ. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Old towns, phải không nào? Rồi mình cùng dò nha em nha. Lúc nãy nó nói là cái tập phim tới này nè là về cái thị trấn này thôi, chứ nói đến cái thị trấn rụt cổ gì hết, phải không nào? Vậy mình dò tiếp nha em. Rồi, cái chuỗi phim tài liệu dài tập này nè thì được hosted, được dẫn chương trình bởi Janet Leslie. For its second season, cái mùa thứ hai của nó đó, thì cái chuỗi phim, tập phim dài tập này nè, sẽ được expanded, được mở rộng, được kéo dài từ 10 lên đến 12 tập. Nó sẽ tiếp tục profile, miêu tả sơ lược về những cái thị trấn historic, thị trấn nổi tiếng trong lịch sử ở cái vùng Belize, thông qua những cái interviews, những cái buổi phỏng vấn về video. Rồi vậy thì em xem nè, nó nói là gì đây? Ở cái mùa 2 phải không nào, thì nó tiếp tục miêu tả sơ lược về những cái thị trấn nổi tiếng trong lịch sử. Vậy có nghĩa là cái mùa 1 cũng nói về những cái thị trấn nổi tiếng trong lịch sử, thuộc về lịch sử, phải không nào? Vậy câu B đúng không em? Nó chú trọng về những cái thị trấn cổ à, là đúng, phải không nào? Vậy câu C tiếp nha. Nó có host, cái người dẫn chương trình thường xuyên. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Regular host, phải không nào? Lúc nãy mình có dò qua cái chỗ dẫn chương trình đó, em dò lại nha. À đây, phải không nào? Hosted nè, cùng đọc lại câu này nha. Cái chuỗi phim truyền hình documentary, phim tài liệu dài tập này nè, thì được hosted, được dẫn chương trình bởi Janet Leslie. Và Janet Leslie chính là cái người dẫn chương trình cho cái chuỗi phim dài tập này. Có nghĩa là tập nào thì ông ta cũng dẫn chương trình hết. Vậy ông ta có phải là cái người dẫn chương trình thường xuyên không em? À phải không nào? Vậy câu C đúng luôn, vì đáp án chắc chắn là câu gì rồi? Câu D, nó được sponsor, được tài trợ bởi một cái đại lý du lịch, một cái công ty du lịch. Vậy bây giờ mình cùng dò thử nha, sponsor, tài trợ và công ty du lịch xem có hay không nha em. Rồi dò tiếp nè. Dòng tiếp theo có tài trợ hay là công ty du lịch gì không? Không có, phải không nào? Đoạn tiếp theo có không em? Dòng thứ nhất là không có rồi nè. Dòng thứ hai có tài trợ hay là công ty du lịch gì không? Cũng không có luôn. Dòng thứ ba cũng không có. Dòng thứ tư cũng không có. Vì đáp án chắc chắn là câu đi rồi ha. Câu 197, cái điều gì thì rất có khả năng là đúng về Pepita D'Oro. Vậy từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Đã bán trước nha câu A. It used to, nó đã từng có một cái plaza, một cái trung tâm thương mại lớn. Câu B, nó đang celebrating, đang tổ chức một cái anniversary, một cái lễ kỷ niệm trong năm nay. Câu C, nó thì là một cái destination, một cái điểm đến rất là nổi tiếng cho khách du lịch nước ngoài. Câu D, nó đã được cover, được bao phủ, được bao gồm trong cái tập 10 của một cái chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem cái từ khóa Pepita D'Oro ở vị trí nào nha em, bài số mấy ha. Rồi, mình dò lại bài số 1 xem có không em. Cái đoạn này mình chưa dò nè, có không? À không có, phải không nào? Rồi bài số 2 luôn đi em. Bài số 2 có không? À đây, phải không? Đoạn đầu tiên dòng cuối nè, Pepita D'Oro, mình cùng đọc câu này nha em nha. I enjoy, tôi đã rất là thích
Cái finale. Finale là danh từ của final đó em, final là cuối cùng á, finale là tập cuối ha. Tôi đã rất là thích cái tập cuối của cái season, cái mùa trước. Về Pepita D'Oro. Vậy Pepita D'Oro là chủ đề của tập cuối của cái mùa trước phải không em? Mà lúc nãy chúng ta có dò lên liên quan đến cái mùa, em nhớ không, là trên bài số 1 nó có nè. Em coi nè, chỗ này nè, the second season, còn lại các chữ này nha. 42nd season, ở cái mùa thứ hai của nó đó, thì cái series, cái chuỗi phim dài tập, phim tài liệu dài tập này nè, sẽ được expand, được mở rộng, được kéo dài từ 10 lên 12 tập. Vậy có nghĩa là cái mùa trước đem, cái mùa thứ nhất là có mấy tập thôi, 10 tập, mà mùa 2 sẽ có mấy tập, 12 tập. Mà cái chỗ này nó là gì em? Tôi đã rất là thích cái tập cuối của mùa trước. Tập cuối của mùa trước là tập mấy? À, tập 10, về chủ đề này, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Đáp án sẽ là câu D, phải không? Nó được bao gồm, nó được bao phủ, nó được phát sóng trong cái tập 10 của cái chương trình. Được không nào? Đáp án là câu D ha. Câu 198, ông của Miss Kershaw thì đã mua một số cái bức tranh từ ai? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Miss Kershaw grandfather, phải không nào? Buy the paintings. Nhìn đáp án trước nha, đáp án là những cái tên phải không em? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng dò từ khóa và những cái tên ha. Dò tiếp bài số 2 nào. Rồi đoạn số 2 dò tiếp nha, xem có hay không em. À, ngay cuối dòng thứ hai có từ grandfather là ông nè, mình cùng đọc cái câu chứa từ khóa này nha. Từ đầu luôn nào. Đâu, mặc dù tôi chưa từng sống ở cái thị trấn Emerald Falls, nhưng mà cha của tôi đã được sinh ra ở đó. Và tôi có một cái bộ sưu tập những cái bức ảnh, những cái bức hình và những cái tranh vẽ về cái thị trấn từ cái khoảng thời gian mà ông của tôi còn là mayor, là thị trưởng. Chúng ta đến mùa phong nào dịch tiếp nha. Grandfather, ông của tôi á, ông của tôi là ai vậy em? Ông của tôi là cái người viết email là Miss Kershaw nè, ông của tôi đã purchase, đã mua những cái bức tranh. Đây có cái từ khóa phải không nào? Từ một cái local artist, một cái người họa sĩ địa phương. Chưa có nói đến tên, dò tiếp nha em. Their titles, những cái tựa đề của nó, của chúng á, là tựa đề của những cái bức tranh đó em. Là Picnic by the Falls, Plaza, Esperanza và The Grand Carnival. Chưa nói đến tên họa sĩ luôn. Đọc tiếp đi em xem có tên hay không. Rồi cùng đọc tiếp nha. Tôi sẽ rất là vui khi mà cho bạn mượn những cái bức ảnh, bức hình. Nhưng mà những cái bức tranh á, thì phải được ở nhà của tôi, bởi vì cái giá trị của chúng. Nếu mà Mr. Almonte á, muốn quay phim chúng thì ông ta có thể ghé qua ở đây là Mark QC gì đó, phải không nào? Vậy thì em xem nè, có cái tên là Mr. Almonte phải không? Đáp án có không? Đây câu A. Nhưng ông ta có phải là cái họa sĩ địa phương hay không? Không, ông ta là cái người quay phim. Cái người quay phim cho cái The Good Old Days, phải không nào? Vậy thì Mr. Almonte là sai rồi nè. Vậy câu A là sai ha. Mình dò tiếp xem B, C, D, những người này có phải là họa sĩ địa phương hay không. Người tiếp theo Janet Leslie. Lúc này chúng ta có gặp rồi, em nhớ không? Đây nè, bài số 1 có Janet Leslie đây nè. Ok, vậy thì Janet Leslie là ai vậy? Là cái người hosted, là cái người dẫn chương trình, chứ đâu phải họa sĩ địa phương đâu. Vậy câu B sai luôn ha. Rồi câu C đi em. Chloe Benbow. Rồi mình dò nha, Chloe Benbow xem nằm ở đâu nha em. Dần ngược lên nha, đây rất có khả năng là bài liên hệ em, tại vì bài số 2 hết tên rồi. Em giờ xem Chloe Benbow ở đâu. Đây nè, Chloe Benbow, cùng đọc nha. If you have such artifacts, nếu bạn có những cái đồ vật như vậy á, và sẵn sàng cho chúng mượn á, thì bạn hãy được yêu cầu là hãy liên hệ với cái người trợ lý của anh ta là Chloe Benbow. Trợ lý của anh ta là ai vậy em? Đọc cái câu ở phía trước nữa nha. Đây nè, in addition, thêm vào đó đó, thì Mr. Almonte hy vọng là sẽ có được những cái lá thư, những cái bức ảnh và những cái đồ vật khác mà nó có thể cung cấp những cái sự thông tin hiểu biết về những cái buổi ban đầu của cái thị trấn. Nếu bạn có những cái đồ vật như vậy đó thì và sẵn sàng cho chúng mượn á, thì bạn được yêu cầu là được nhờ là hãy liên hệ với trợ lý của ông ta. Trợ lý của ông ta chính là Mr. Almonte, phải không nào? Vậy Chloe Benbow chính là cái người trợ lý của cái người quay phim thôi, phải không em? Vậy thì ông ta đâu phải là họa sĩ địa phương đâu. Vậy câu C sai luôn rồi. Đáp án rất có khả năng là câu gì em? Câu D phải không? Mình chỉ cần dò lại thôi. Jenna Hannes nằm ở đâu vậy em? Jenna Hannes. Rồi mình dò tiếp nha, bài số 1 xem có hay không. Hết rồi, không có. Rồi vậy chắc chắn là ở bài số 3 rồi. Em dò bài số 3 xem có không. Đây phải không nào, có Jenna Hands nè em. Cùng đọc cái chỗ này nha. Nè, in one scene, trong một cái cảnh của cái tập phim này nè, thì chúng tôi đã được cho xem cái gì em? Cái bức tranh Plaza Esperanza của Jenna Hands. Mà lúc nãy mình có cái tên này nè em, Plaza Esperanza nè. Ok, là tên của những cái bức tranh mà ông của Miss Kershaw đã mua, phải không nào? Và cái bức tranh này thì được vẽ từ cái người họa sĩ địa phương. Vậy chắc chắn cái người họa sĩ địa phương này chính là Jenna Hands rồi, phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi em? À, câu D ha. Ok.
Câu 199, what is suggested, cái điều gì thì được nói về Mr. Amonta. Vậy từ khóa chính là Mr. Amonta, phải không nào? Đã bán trước nha câu A. Ông ta đã viết một cái quyển sách về một cái chuyến đi, một cái chuyến hành trình ha. Câu B, ông ta đã lend out, đã cho mượn một cái bộ sưu tập về artifacts. Lúc nãy chúng ta có dò một cái thông tin nó giống với lại cái câu B, em nhớ không? Là artifacts nè. Ở bài số mấy vậy em? À, bài số 1 phải không? Mình đọc lại nha. Đây này có từ artifacts nè. Đọc lại đoạn này đi em. Đây nè. In addition, thêm vào đó đó, thì Mr. Amonta hy vọng là có thể có được những cái letters, những cái lá thư, những cái photos, những cái bức ảnh, bức hình và những cái đồ vật khác mà nó có thể cung cấp những cái sự hiểu biết về những cái buổi ban đầu, cái thời gian ban đầu của cái thị trấn. Nếu bạn có những cái artifacts, những cái đồ như vậy đó và sẵn sàng cho chúng mượn. Ok, vậy thì em ơi, có phải Mr. Amonta là người cho mượn những cái artifacts này không? Không, mà là ai có nhu cầu á, ai sẵn sàng, ai có và sẵn sàng cho mượn á, thì hãy liên hệ với trợ lý của Amonta vì Amonta cần. Phải không nào? Vậy thì câu A, câu B đúng hay sai em? À, câu B sai, ông ta đâu có cho mượn đâu, mà người khác cho ông ta mượn, phải không nào? Rồi câu C đi em. Ông ta đã tổ chức một cái press conference, một cái buổi họp báo vào tháng 10. Câu D, ông ta đã khảo sát một số cái bức ảnh, phải không nào? Ở Morakia, lúc nãy chúng ta có dò một cái thông tin mà có cái địa danh này nè, phải không em? Ở bài số mấy vậy? Mình đọc lại nha. Đây nè, phải không nào? Bài số 2, rồi cùng đọc lại đi em. Là nếu mà Mr. Amonta đó muốn quay phim chúng thì ông ta có thể là ghé đến nhà của tôi ở đây, ở Morakia, phải không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải xác định xem là ông ta có đến hay không, đến để mà chụp những cái bức ảnh, bức tranh này nè, phải không nào? Ok, vậy thì bây giờ mình đọc bài số 3 đi, xem có Mr. Amonta không em. Đây nè, bài số 2 có này, cùng đọc chỗ này nha. Cái người đạo diễn Amonta đó thì đã commented, đã bình luận rằng nè, for the second season, đối với cái mùa thứ 2 đó thì chúng tôi tìm kiếm những cái nguồn, những cái mối liên hệ cá nhân với thị trấn. Thì Amaron Falls á, cái tập về Amaron Falls đã turn out, đã diễn ra rất là tốt đẹp nhờ vào tất cả mọi người, những ai đã chia sẻ những câu chuyện và những cái món đồ đáng nhớ, kỷ niệm, phải không nào? Vậy thì cái tập phim Amaron Falls diễn ra chưa em? Diễn ra rồi, turn out, phải không em? Vậy thì ông đạo diễn Amonta có đến để mà chụp hình chưa? Có, phải không nào? Đây nè, thanks to, nhờ vào những cái vật có kỷ niệm, những cái vật đáng nhớ, phải không nào? Vậy thì ông ta đến rồi và tập phim cũng diễn ra rồi. Ok, vậy đáp án chắc chắn là câu gì em? Là câu đi, ông ta đã đến để mà khảo sát những cái bức tranh, những cái bức ảnh ở Makarakia, phải không nào? Ok, đáp án là câu đi ha. Câu 200, Amaron Falls thì chủ yếu là famous for, nổi tiếng vì cái gì? Về từ khóa là từ nào vậy em? Amaron Falls và famous for, phải không nào? Đó đáp án trước nha câu A. Cái standards, cái chỉ tiêu, cái tiêu chuẩn giáo dục của nó. Câu B, scenery, những cái cảnh đẹp thiên nhiên. Câu C, resources, cái nguồn mineral là khoáng vật, khoáng sản đó em. Câu D, cái auctions, những cái buổi bán đấu giá, charity là từ thiện ha. Rồi mình cùng dò nha. Câu cuối cùng rồi thì mình dò bài cuối cùng ha. Rồi cùng dò đi em, bài cuối cùng xem có nói đến Amaron Falls và nổi tiếng hay không. Đây có từ Amaron Falls nè em, có nổi tiếng hay không? Thật ra mình có từ celebrated là nổi tiếng nè em, nó bằng với từ famous ha. Cái câu này hơi khó một chút xíu, mình phải biết từ celebrated. Mình đọc câu này nha em nha. Nào, the most recent episode, cái tập gần đây nhất á, thì chú trọng vào cái thị trấn Amaron Falls. Một cái community, cái cộng đồng, những người mining là làm mỏ đó em. Đào mỏ, làm mỏ đó ha. Thriving, phát triển thịnh vượng. Nhưng mà cái cộng đồng này nè, kể từ đó đã bị depleted, bị cạn kiệt. Cái deposit, mineral deposit là cái nguồn khoáng sản nổi tiếng của nó đó em. Vậy thì cái thị trấn Amaron Falls này nè, nổi tiếng về cái nguồn khoáng sản hay em ha. Vậy đáp án chính xác sẽ là câu C, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào, bài đọc số 1. Đầu tiên mình có động từ seek, có nghĩa là tìm kiếm ha, rất là hay gặp. Tìm kiếm những cái sources, những cái nguồn cho cái episode. Mình có từ episode, danh từ là tập hay em ha, tập trong tập phim á, cho cái tập phim truyền hình về cái thị trấn Amaron Falls. Rồi director có nghĩa là đạo diễn ha, đạo diễn. Director, cái người đạo diễn tên là Hector Amonta đó, thì hiện tại đang tìm kiếm những interviewees. Mình có từ interview là phỏng vấn, interviewees là người được phỏng vấn ha, người được phỏng vấn. Trái nghĩa với nó là interviewer, là cái người phỏng vấn.
Người mà đi phỏng vấn người khác á, thì gọi là interviewer. Còn người mà được người khác phỏng vấn thì gọi là interviewees, được không nào? Cho một cái tập phim truyền hình về cái thị trấn Emerald Falls. The episode, cái tập phim này nè, thì được sản xuất cho cái The Good Old Days. Một cái series, mình có từ series là chuỗi phim dài tập tên. Documentary là phim tài liệu ha, rất là hay gặp. Phim tài liệu, documentary. Cô dịch lại nha. The Good Old Days là một cái chuỗi phim dài tập, phim tài liệu dài tập được dành, được giải thưởng ha. Mà cái chuỗi phim này nè thì được hosted. Mình có động từ host them thì có nghĩa là tổ chức hoặc là dẫn chương trình ha. Nghĩa thứ nhất là tổ chức, nghĩa thứ hai là dẫn chương trình. Chỗ này có nghĩa là dẫn chương trình nè, cô dịch lại nè. À, cái bộ phim dài tập, phim tài liệu dài tập này nè thì được dẫn chương trình bởi Janet Leslie. 42nd season. Đối với cái mùa thứ hai của nó đó, thì cái chuỗi phim dài tập này sẽ được expanded, được mở rộng, được kéo dài ra từ 10 lên 12 tập. It will continue, nó sẽ tiếp tục profile. Mình có danh từ profile là cái hồ sơ, tiểu sử, sơ lược của ai đó. Còn động từ profile là miêu tả sơ lược về cái tiểu sử của ai ha. Mô tả sơ lược. Mô tả sơ lược. Rồi, cô dịch lại nè, nó sẽ tiếp tục mô tả sơ lược về những cái thị trấn historic, là thuộc về lịch sử, mang tính lịch sử, quan trọng trong lịch sử ha. À, thông qua cái vùng gì em? Dallas. Thông qua những cái interviews, những cái buổi phỏng vấn, những cái cuộc phỏng vấn video ha. Và những cái footage, mình có từ footage là cảnh quay đó em. Footage là cảnh quay ha. Và những cái cảnh quay on location là tại địa điểm đó luôn. Rồi, interviewees, những người được phỏng vấn đó, thì sẽ không cần phải reside. Mình có từ reside, động từ có nghĩa là sinh sống hay là cư trú ha. Sinh sống hoặc là cư trú. Cô dịch lại nè, những người mà được phỏng vấn thì không có cần phải sinh sống hay là cư trú ở cái thị trấn Emerald Falls, nhưng mà phải có cái mối quan hệ rất là mạnh mẽ với cái thị trấn này. For more information, để biết thêm thông tin thì vui lòng hãy gọi cái số này. In addition, thêm vào đó thì Mr. Amonta hy vọng là sẽ có được cái sự tiếp cận đến những cái letters, những cái lá thư hay là những cái bức ảnh, bức hình hoặc là những cái món đồ khác đó mà nó có thể cung cấp cái insights. Mình có từ insights là sự thấu hiểu hay là sự hiểu biết ha. Nó có thể cung cấp cái sự thấu hiểu, sự hiểu biết về cái beginnings, những cái buổi ban đầu của cái thị trấn. Nếu mà bạn có những cái artifacts, mình có từ artifacts là đồ đạc hay là đồ vật đó em, đồ tạo tác ha. Nếu bạn có những cái món đồ vật như vậy đó và be prepared to là sẵn sàng làm cái gì đó em, và phải sẵn sàng loan something out. Mình có từ loan something out có nghĩa là cho mượn ha, cho mượn cái gì đó, được không nào? Và sẵn sàng cho chúng mượn đó, cho mượn chúng thì bạn được nhờ, được yêu cầu là hãy liên hệ với lại assistant là trợ lý nha, trợ lý ha. Thì bạn hãy vui lòng liên hệ với trợ lý của ông ấy tên là Chloe Benbow tại cái email này, được không nào? Rồi, cái email nha, bài đọc số 2 gửi đến cho Chloe Benbow, gửi từ Cursor, phải không nào? Rồi, chủ đề là những cái bức hình cũ, những cái bức hình cũ về cái thị trấn Emerald Falls. Ngày gửi là 25 tháng 7 ha. Miss Benbow thân mến, I was excited, tôi rất là hào hứng, rất là thích thú khi mà đọc được về cái thị trấn Emerald Falls sẽ xuất hiện trên cái bộ phim tài liệu The Good Old Days. Tôi đã thích cái finale, mình có từ finale là tập cuối nha em, tập cuối ha, finale tập cuối. Tôi đã rất là thích cái tập cuối của cái mùa trước về cái Pepita D'Oro. Đâu mặc dù tôi chưa từng sống ở Emerald Falls, nhưng mà cha tôi thì được sinh ra ở đó, và tôi có một cái bộ sưu tập những cái bức hình, những cái bức ảnh và những cái bức tranh về cái thị trấn từ cái khoảng thời gian mà khi ông tôi còn là mayor, là thị trưởng nha em, gặp rất là nhiều ha, thị trưởng. Ông của tôi thì đã mua những cái bức tranh từ một cái họa sĩ địa phương, và titles, cái chủ đề của những cái bức tranh đó là Picnic on the by the Falls, Plaza Esperanza và The Grand Carnival. Tôi sẽ rất là vui để mà loan là cho mượn đi em. Loan là cho mượn hay là cho vay ha. À, cho bạn mượn. The photographs là những cái bức ảnh á, nhưng mà paintings là những cái bức tranh thì phải remain, là còn lại hay là ở lại hay là để lại đi em. Nhưng mà những cái bức tranh thì phải ở lại trong nhà của tôi, bởi vì cái giá trị của chúng ha. Nếu mà Mr. Amante muốn quay phim chúng thì ông ta có thể ghé nhà của tôi ở đây nè, tại Maraquilla, phải không nào? Rồi, tiếp bài số 3 nha. Bài số 3 là một cái mẫu báo. Rồi, thành phố Dallas, ngày 15 tháng 12. Viewer ratings. Rating là cái sự đánh giá đây. Rating mấy sao rồi đó, đánh giá ha. À, những cái đánh giá của người xem đã rising, là đã tăng lên cho cái bộ phim truyền hình, bộ phim tài liệu The Good Old Days, một cái chuỗi phim tài liệu dài tập về
cái towns, những cái thị trấn, heritage, mình có từ heritage là di sản nè, di sản ha, những cái thị trấn di sản của đất nước. The most recent episode, cái tập phim gần đây nhất á, thì chú trọng vào cái thị trấn Emerald Falls, là một cái community, là cộng đồng nè, community là cộng đồng ha, là một cái cộng đồng. Mining là làm mỏ, đào mỏ đó. Thriving là phát triển thịnh vượng ha, phát triển mạnh, phát triển thịnh vượng, là một cái cộng đồng làm mỏ phát triển rất là thịnh vượng. Mà kể từ đó đó thì nó đã bị depleted off. Mình có từ depleted off là cạn kiệt đó em, cạn kiệt ha, cạn kiệt. Nó đã bị cạn kiệt cái mineral deposit, là cái nguồn khoáng sản đó em. Celebrated, tính từ có nghĩa là nổi tiếng nha em nha, từ này rất là hay gặp ha. Celebrated, cái nguồn khoáng sản nổi tiếng của nó. Although, mặc dù cái population là cái dân số đó, cái dân số đã dwindle, mình có từ dwindle là giảm nè, giảm sút ha, giảm sút. Mặc dù cái dân số nó đã giảm sút significantly, là đáng kể ha, giảm sút một cách đáng kể, nhưng mà cái thị trấn thì trông như là nó ở trước đây, có nghĩa là trông như ngày xưa vậy đó. In one scene, trong một cảnh của cái tập phim thì chúng tôi được cho phim, cho xem cái bức tranh Plaza Esperanza của cái họa sĩ Jenna Hans. Nó reveals là tiết lộ em ha, tiết lộ, reveals là tiết lộ. Mà cái bức tranh đó đã tiết lộ là cái thị trấn Emerald Falls đã thay đổi ít như thế nào, có nghĩa là hầu như không thay đổi ha. Rồi, director là gì em? Là cái người đạo diễn Hector Elmonte thì commented là bình luận ha, đã bình luận rằng á, đối với cái mùa thứ hai thì chúng tôi look for, tìm kiếm những cái nguồn với những cái mối liên hệ cá nhân với thị trấn. Và cái tập phim về Emerald Falls á, thì turn out đã diễn ra rất là tốt đẹp. Thanks to là nhờ vào nha em, thanks to là nhờ vào ha, nhờ vào tất cả mọi người, những người đã chia sẻ những cái câu hỏi và những cái món đồ memorable là đáng nhớ, có kỷ niệm ha, cái món đồ kỷ niệm là đáng nhớ. Ok, rồi next week, tuần tới đó, thì cái tập 5 sẽ được release, là tung ra hay là ra mắt ha, sẽ được tung ra. The director, cái người đạo diễn nói rằng là ông ta muốn cái địa điểm cho cái tập phim đó là một cái surprise, là sự bất ngờ ha. Ok, có 196 câu si, mình có từ feature. Feature động từ có nghĩa là có nha em nha. Câu si có nghĩa là nó có. Cái host là người dẫn chương trình thường xuyên đó. Câu ti sponsor, gặp rất nhiều. Sponsor có nghĩa là tài trợ nha em, tài trợ ha. Rồi có 197 câu bi, mình có từ celebrate. Lúc nãy mình có gặp từ celebrated, em nhớ không? Celebrated tính từ là nổi tiếng, nhưng động từ celebrate có nghĩa là tổ chức ha, tổ chức chúc mừng cái gì đó. Celebrate, tổ chức chúc mừng ha, tổ chức chúc mừng cái gì đó. Rồi mình có từ anniversary có nghĩa là lễ kỷ niệm ha, lễ kỷ niệm, ngày kỷ niệm, lễ kỷ niệm. Cứ dịch lại nha câu B. Nó thì đang tổ chức, nó thì sẽ tổ chức cái lễ kỷ niệm, cái ngày kỷ niệm trong năm nay. Rồi câu C, mình có từ destination có nghĩa là điểm đến ha, điểm đến, destination, điểm đến. Rồi có 199, mình có từ land out. Mình có hai cụm là land something out bằng với lại loan something out, có nghĩa là cho mượn cái gì ha. Vậy câu B có nghĩa là ông ta đã cho mượn một cái bộ sưu tập artifacts, những cái đồ tạo tác, được không nào? Câu C, mình có từ press conference, rất hay gặp, có nghĩa là cuộc họp báo ha, buổi họp báo. Ok, rồi câu 200, câu A, mình có từ standards, rất là hay gặp, có nghĩa là tiêu chuẩn nha em, standard, tiêu chuẩn ha. Tiêu chuẩn, educational standards là tiêu chuẩn về giáo dục ha. Câu B, mình có từ scenery là phong cảnh nè, natural là thiên nhiên. Vậy thì từ natural, scenery là phong cảnh thiên nhiên ha. Phong cảnh thiên nhiên. Rồi, câu C, mình có từ resources là cái nguồn nè, mineral là khoáng sản, khoáng vật nè. Vậy mineral resource là nguồn khoáng vật, nguồn khoáng sản ha. Mineral resources, nguồn khoáng sản. Ok, câu D, mình có từ charity là từ thiện nè em. Charity là từ thiện, rất là hay gặp ha. Rồi, auction là buổi bán đấu giá, bán đấu giá ha. Vậy câu D có nghĩa là những cái buổi bán đấu giá từ thiện, được không nào? Ok.